Người đàn ông này lấy dao ra đâm vào vợ của mình, sau đó ném cô xuống vực sâu vạn trượng. Ai ngờ cảnh này lại bị flycam của đứa con trai quay được, cũng vì thế mà cậu bé đã chứng kiến cảnh bố mình và thư ký giết hại mẹ. Nhưng để giữ mạng, cậu chỉ có thể vờ như không biết gì. Cứ thế, 2 năm trôi qua, Dương Chú thành công bá chiếm toàn bộ gia sản của vợ và tổ chức lễ truy điệu cho cô. Nói dối vợ mình mất tích, tìm kiếm 2 năm nhưng vẫn bật vô âm tín, nên anh ta tuyên bố với mọi người rằng vợ đã chết. Không ngờ cô vẫn chưa chết, mà đang lặng lẽ quan sát anh ta. Chỉ là cô rơi xuống vực, bị thương nặng nên mất trí nhớ, thậm chí cô còn không nhớ mình là ai, cho đến khi thấy TV chiếu tin mình bị chết. Cô mới lần theo manh mối tìm được đến đây. Lúc này, cô nghe thấy chồng tuyên bố mình chết, đang định tiến tới thanh minh, nhưng lại thấy cô bạn thân lao ra tát anh ta một cái. Sau đó thì chỉ trích anh ta và thư ký đã gian díu với nhau, sát hại gia đình. Cô bạn phẫn nộ, không để ý đến phóng viên xung quanh, lao vào đánh nhau với thư ký. Sau đó, mọi người kéo 2 người họ ra thì mới kết thúc vụ ầm ĩ này. Lúc này, Gia Ninh đã lặng lẽ quan sát nửa ngày trời vẫn không thấy con trai đâu. Cho đến khi phát hiện sàn nhà cứ rung lên ầm ầm, cô mới biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Cô không biết rằng con trai mình đã bị thư ký Thanh Hòa nhốt dưới tầng hầm ngược đãi đủ điều, còn Thanh Hòa để đứa con riêng của cô ta mạo danh con cô, cho nó một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Thậm chí Thanh Hòa còn thay vai trò của Gia Ninh, mặc đồ ngủ của cô, mạo danh làm nữ chủ nhân, ngày nào cũng lăn lộn với Dương Chú trên giường của họ. Để lấy được toàn bộ gia sản của Gia Ninh, Dương Chú lấy cớ làm lễ kỷ niệm ngày cưới lừa cô lên núi. Hùa với Thanh Hòa ném thi thể cô xuống dưới vực, giờ đây, giấy công chứng tài sản của cô đã hết hạn, anh ta bèn công khai làm lễ truy điệu cho cô. Thật ra là muốn chiếm hữu tài sản của cô. Lần này cô nhất định phải điều tra rõ mọi chuyện. Bị người bạn chỉ trích, bọn họ cũng không hề áy náy. Dương Chú bị ăn đòn, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Gia Ninh. Sau đó, anh ta chút giận xong, bèn lập tức hú hí với Thanh Hòa ngay trước linh đường của cô. Mà không biết rằng cô đang ở ngoài quan sát bọn họ. Đúng lúc này, bầu không khí đang nóng lên, bọn họ định bung ba là bung trước di ảnh của Gia Ninh, thì Dương Chú lại nhìn thấy cô đang đứng ngoài cửa. Hình như anh thấy Tần Gia Ninh rồi. Sao mà thế được, thi thể của cô ta đã thối giữa trong núi lâu rồi. Sợ gì chứ, con khốn này, đúng là âm hồn bất tán. Bây giờ, không ai ngăn cản chúng ta được nữa rồi. Tiếng gì thế, làm gì có tiếng gì đâu, là do anh nghĩ nhiều rồi. Sao thế? Tần Gia Ninh. Cái cửa này, ban nãy còn mở mà. Tần Gia Ninh mặc chiếc váy giống hệt trên di ảnh. Đủ rồi, trên đời này, làm gì có ma quỷ, hơn nữa. 2 năm trước Tần Gia Ninh đã chết rồi, cô ta mà muốn tìm chúng ta thì đã tìm từ 2 năm nhưng trước mà, rồi. Được rồi. Tôi cho cô biết, Trương Thanh Hòa, chuyện nên làm đều đã làm rồi, bây giờ, cô đừng có hèn nhát như thế. Nếu cô còn như thế, phá hỏng chuyện của tôi không tha cho cô đâu. Xem ra bài học ban nãy vẫn chưa đủ nhỉ, 2 người vẫn dám dính lấy nhau ư. Uyển Nhi. Gia Ninh đã chết 2 năm rồi. Bây giờ A Chú độc thân. Tái hôn không phải chuyện thường tình à. Tần Gia Ninh. Đi đến bước đường ngày hôm nay đều do cô tự chuốc lấy, Tần Thị. Là sự bù đắp tôi đáng có được, cô cứ yên tâm đi đầu thai đi. Chết rồi thì yên phận vào. Đừng có giả thần giả quỷ ở đây. Bây giờ xếp Tần qua đời, Tần Thị nên làm thế nào đây? 2 năm qua, KPI của Tần Thị đã giảm mạnh. Nếu không phải còn đơn hàng của Thương hội Hoa Hạ. E là Tần Thị. Đã phá sản lâu rồi, Dương Chú nóng lòng tuyên bố với mọi người. Trong di chúc, Gia Ninh đã chia tài sản cho con trai, nên anh ta sẽ thay con trai nắm giữ tài sản 1 tỷ của cô. Lúc này Uyển Nghi lại đột nhiên đứng ra định cản anh ta lại. Thanh Hòa lại nói với cô rằng bọn họ chỉ làm theo di chúc của Gia Ninh. Nhưng sự tham lam của bọn họ đã bị Uyển Nghi nhìn thấu. Cô lập tức vạch trần ý đồ của bọn họ trước mặt mọi người, lúc bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ. Gia Ninh đột nhiên xuất hiện giữa đám người. Thấy người đã chết đi nhiều năm đột nhiên sống lại, Dương Chú và Thanh Hòa sợ hãi mất mật. Sau khi xác nhận đúng là cô, Dương Chú miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi cô những năm qua đã đi đâu, khiến anh ta tìm vất vả vợ bao. Em vẫn còn sống à? Cô không phải Gia Ninh, rốt cuộc cô là ai? Cô đang nói gì thế? Tôi không phải Gia Ninh. Thì tôi là ai? Còn cô? Trương Thanh Hòa. Cô đang mặc quần áo của tôi 2 năm trước nhỉ? Sao cô lại mặc đồ của tôi, còn ôm chồng tôi nữa? Không thể nào. Cô không thể nào là Gia Ninh được. Nếu cô là Gia Ninh, cô nhìn thấy bọn tôi thì không thể nào phản ứng như thế được. Sếp Tần đã chết vì rơi xuống vực từ 2 năm trước rồi. Sao cô biết Gia Ninh rơi vực mà chết? Chẳng lẽ chuyện cậu ấy mất tích liên quan đến cô à? Tôi không nhớ được gì nữa. Bác sĩ nói. Tôi bị phát hiện ở trước cổng vách đá. Trên người còn có dao. Nghe anh nói. Em đừng nghĩ gì hết. Tiểu Phong, mau qua đây gọi mẹ đi. Tiểu Phong, có nhớ mẹ không? Tránh ra. Đây mới là mẹ tôi. Cô không phải. Tôi không phải Tiểu Phong. Tôi là Dương Kế Tổ. Dương Kế Tổ ư? Dương Chú, sao anh lại đổi tên cho con? Còn để nó gọi Trương Thanh Hòa là mẹ nữa, 2 năm cô không ở đây, vẫn luôn là tôi chăm sóc Tiểu Phong. Nó cũng luôn gọi tôi là mẹ. Chắc cô sẽ không để ý đâu nhỉ, sếp Tần. Kế Tổ chỉ là biệt danh của nó thôi. Em nghe anh nói, con còn nhỏ. Chỉ cần 2 mẹ con vun đắp lại tình cảm, thì tình cảm sẽ trở về thôi. Anh nói nghe nhẹ nhàng thật. Anh cản tôi, không cho tôi thăm nó. Còn tự ý đổi tên cho nó, rốt cuộc anh có ý đồ gì? Dương Chú,
Anh giải thích đi. Còn ngây ra đấy làm gì, qua đây gọi mẹ đi, con không phải Tiểu Phong, con là Dương Kế. Gọi mẹ đi, mau lên, gọi mẹ đi. Trên xương quai xanh của Tiểu Phong có một vết bớt màu hồng to bằng hạt đậu. Sao trên người đứa bé này lại không có? Nó thật sự là Tiểu Phong sao? Tiểu Phong. Tần Gia Ninh. Hai năm trước coi như cô phúc lớn mạng lần này. Cô buộc phải chết. Bên dưới là tầng hầm mà, có phải nó đã chạy xuống dưới rồi không? Lạ thật, sao mất công tắc rồi? Đồ xấu xa, thả tôi ra ngoài. Tiểu Phong, con ở đâu? Là mẹ vẫn còn sống. Vợ ơi, Tiểu Phong, hai người ở đâu? Toi rồi, thả con ra ngoài. Mẹ ơi, thả con ra ngoài. Tiểu Phong, thả tôi ra, tôi cần mẹ. Nào, để mẹ xem xương quai xanh của con nào. Có cái cửa ở đây từ khi nào thế này? Tần Gia Ninh, cô buộc phải chết. Gia Ninh, cậu ở dưới đó sao? Mình đây. Uyển Nghi, sao cậu đến đây? Mình lo tên khốn Dương chú kia hại cậu, xuống xem thử. Không sao chứ, có bị thương không? Không sao, chúng ta lên thôi. Uyển Nhi, hai năm mình mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời gian cậu đón ngày kỷ niệm, mình vẫn mãi không liên lạc được với cậu. Chưa bao lâu sau, thì Dương chú đã tuyên bố tin cậu mất tích, còn dẫn Tiểu Phong về nhà cũ. Lúc mình gặp lại Tiểu Phong thì tính tình của thằng bé thay đổi hẳn, nó đã không còn nhận ra mình nữa. Sau đó, mình điều tra mới biết. Thời gian đó, Trương Thanh Hòa và người nhà họ Dương chăm sóc thằng bé. Bọn họ không những đổi tên của Tiểu Phong, mà còn bảo Tiểu Phong gọi Trương Thanh Hòa là mẹ. Không thể nào. A chú sẽ không làm vậy đâu. Sao không thể? Trước khi họ làm tang lễ cho cậu đã chuẩn bị để kết hôn rồi, chỉ đợi tang lễ kết thúc là đi đăng ký kết hôn ngay. Nhưng, đây mới là mẹ con, gì không phải. Uyển Nghi sẽ không lừa mình. Nếu Dương Chú và Trương Thanh Hòa thật sự gian díu với nhau, thế thì những điểm đáng nghi trên người Tiểu Phong có phải cũng liên quan đến họ không? Gia Ninh, Dương Chú không phải là người tốt. Cậu quên năm xưa. Sếp Tần, tối nay cô muốn ăn gì, tôi cho người chuẩn bị. Sao cô lại đánh tôi? Trương Thanh Hòa, từ bao giờ đến lượt cô làm chủ trong nhà họ Tần tôi vậy? Tôi trước đây cho cô ở lại là để chăm sóc Tiểu Phong. Bây giờ tôi về rồi, cô đi được rồi. Hành lý của cô, tôi đã cho giúp việc đóng gói rồi. Lát nữa sẽ đổi mật khẩu cửa lớn. Trương Thanh Hòa, bây giờ nhà họ Tần tôi không cần cô. Tránh ra, đồ xấu xa, gì không phải là mẹ con. Dương chú, vết bớt chỗ xương quai xanh của Tiểu Phong đâu? Toi rồi. Sao quên mất chuyện vết bớt? Vết bớt gì? Sao tôi không biết? Không phải cô chăm sóc Tiểu Phong hai năm à? Nó có vết bớt hay không mà cô cũng không biết hả? Cần tôi lấy ảnh lúc sơ sinh của Tiểu Phong ra để đối chiếu không? Trên xương quai xanh của Tiểu Phong có một vết bớt bằng hạt đậu tằm. Vết bớt của thằng bé này đâu? Vết bớt của con. Anh đã bảo bác sĩ phá đi đấy. Từ lúc Tiểu Phong đi học mẫu giáo, đã vì vết bớt chỗ xương quai xanh quá xấu, cứ bị bạn học bắt nạt. Em mất tích 2 năm, anh đã tìm rất nhiều chuyên gia mới xóa được vết bớt của thằng bé. Sếp Tần, cô không thể vì Tiểu Phong không có vết bớt mà không nhận nó chứ. Lẽ nào, thật sự là mình đã hiểu lầm. Gia Ninh, em xem, Tiểu Phong cũng không nỡ xa thư ký Trương. Thôi để cô ấy ở lại đi. Đành phải vậy thôi. Anh trông chừng Tiểu Phong, em tiễn Uyển Nhi. Chồng, hình như Tần Gia Ninh đã nghi ngờ rồi. Nếu cô ta thật sự tìm ra chứng cứ gì đó, chúng ta sẽ toi đời đấy. Vậy thì mình phải nhanh chóng giải quyết cô ta. Nhưng cô ta đã xuất hiện trong tang lễ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta là người bị tình nghi đầu tiên đấy. Vậy thì chúng ta đẩy cô ta vào bệnh viện tâm thần. Đến lúc đó anh sẽ bảo hội đồng quản trị tới làm chứng cho chúng ta. Nếu cô ta chết trong bệnh viện tâm thần, thế thì không liên quan đến chúng ta. Trước khi mình bị thương, Tiểu Phong vẫn luôn muốn có món đồ chơi này. Không biết bây giờ, Tiểu Phong còn thích không? Tiểu Phong, đây là đồ chơi mẹ mua cho con xem thử có thích không nào. Mẹ nói gì là gì xấu xa không có tiền. Tiền gì mua quà? Chắc chắn đều lấy từ chỗ bố tôi. Tôi không thèm nhé. Tiểu Phong, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Mau xin lỗi mẹ đi, con không xin lỗi. Xin lỗi nhé Gia Ninh,
thằng bé bị tôi chiều hư, nó thật sự không cố ý đâu. Con ngơ ra đấy làm gì, mau xin lỗi, con không muốn, dì vừa về là mẹ đã đánh tôi. Dì đi đi. Tiểu Phong. Mẹ mới là mẹ con, dì không phải. Vẫn đang nghĩ chuyện của Tiểu Phong à? Chồng, bây giờ Tiểu Phong không chịu nhận em nữa, em phải làm sao? Dù sao thì em cũng rời khỏi nhà 2 năm, Tiểu Phong không nhận em cũng là bình thường. Đợi lâu ngày, đương nhiên sẽ thân thôi. Anh hâm cho em ly sữa này, uống xong thì ngủ nhé. Không biết dạo này mình bị sao? Cứ cảm thấy không khỏe lắm. Cũng không biết, có phải mình nghe nhầm không? Mà cứ cảm thấy ở dưới hầm có tiếng động gì đó. Con làm gì vậy? Gì xấu xa? Đánh tôi đi này. Tiểu Phong, mau qua ăn cơm thôi. Đừng làm phiền người ta gọi điện thoại. Em muốn làm gì vậy? Lát nữa Gia Ninh thấy thì lại nghi ngờ mất. Anh sợ gì chứ? Cô ta đang gọi điện thoại với Uyển Nhi ở bên ngoài đấy. Tìm thời gian, tịch thu điện thoại của cô ta đi. Em biết rồi. Các người đang làm gì vậy? Cô nhìn nhầm rồi đó Gia Ninh. Cô đừng nghi bóng nghi gió mãi thế. Gia Ninh, bọn anh có làm gì đâu, chắc em nhìn nhầm rồi. Dì ta là đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc. Lẽ nào mình nhìn nhầm? Thanh Hòa. Cô cầm hộp cơm định đi đâu vậy? Tôi đi. Đưa cơm cho Tiểu Phong. Tiểu Phong vừa ăn cơm xong. Bây giờ đang chơi đồ chơi ở phòng khách. Thanh Hòa. Cô đang nói dối. Cô đang nói dối. Cô nhầm rồi đó. Rõ ràng tôi thấy. Tiểu Phong ra vườn hoa phía sau rồi. Tôi không nhầm. Bây giờ A chú cũng ở đó. Thanh Hòa. Tôi chưa hỏi cô gì hết. Cô hoảng sợ gì chứ? Rõ ràng cô biết Tiểu Phong dị ứng với cà chua. Mà còn đem cà chua cho nó. Thanh Hòa. Cô có mục đích gì? Gia Ninh. Em đang làm gì vậy? Thanh Hòa luôn miệng nói là đi đưa cơm cho Tiểu Phong. Nhưng Tiểu Phong vừa ăn xong. Hơn nữa, còn đưa cơm có cà chua. Rõ ràng cô biết Tiểu Phong bị dị ứng với cà chua, còn đưa món có cà chua cho nó. Trương Thanh Hòa. Cô có mục đích gì hả? Tiểu Phong. Đúng là chạy qua kia rồi. Với cả Tiểu Phong, không dị ứng với cà chua. Gia Ninh. Em nhớ nhầm rồi. Tiểu Phong di truyền dị ứng cà chua giống mình, chỉ có thể giảm bệnh chứ không thể trị tận gốc. Lẽ nào thằng bé này không phải Tiểu Phong? Được rồi, mình về thôi. Là cô cản không cho tôi đi đưa cơm đấy nhé. Nếu con trai cô thật sự đó chết ở dưới tầng hầm, thì cũng đáng đời cô. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm, con đói quá. Nếu không vì cô lắm mồm, thì tôi cũng không bị mắng, nhiều thuốc như vậy, mà sao cô vẫn chưa chết? Sao vào mà không gọi tiếng nào thế, xin lỗi cô cầm gì đó. Cái này là phu nhân bảo tôi mua. Mẹ ơi, chơi với con đi. Mẹ ơi, chơi với con đi. Con khốn này có phải đã phát hiện ra gì không? Con đang làm gì vậy? Bỏ nhiều thuốc như vậy sẽ chết người đó. Cho độc chết gì ta đi, độc chết đi, độc chết bà gì xấu xa đi. Bác sĩ từng nói, nếu uống thuốc này quá liều, sẽ có tác dụng phụ là tim đập nhanh và không khống chế được cảm xúc nghiêm trọng, thì con có thể đột tử. Nếu cô ta đột tử, cũng không thể trách bọn mình được. Đi, đầu độc chết con đàn bà xấu xa đó. Nếu thằng bé đó không phải là Tiểu Phong, thế Tiểu Phong đang ở đâu? Gia Ninh. Em đừng để bụng quá. Thanh Hòa cũng không phải cố ý đâu. Uống sữa đi. Ngoan. Em sao vậy? Ai đưa con sữa này? Tiểu Phong. Con nói đi, sao con có thể bỏ đồ bừa bãi vào sữa của mẹ con chứ? Con không có. Mẹ nói gì bị bệnh thần kinh.
phải đầu độc chết con đàn bà xấu xa như gì. Bây giờ cô ta dám bỏ độc, sau này không biết sẽ có chuyện gì nữa, em nhất định phải đuổi Trương Thanh Hòa đi. Gia Ninh, em đừng giận. Để anh đi xử lý chuyện này cho em đi, con với bố đi tìm mẹ con. Chồng ơi, Tần Gia Ninh cô ta. Anh làm gì vậy? Con dám hỏi tôi làm gì hả? Trương Thanh Hòa, tôi có nói với cô là mẹ con họ vẫn còn có ích với tôi chưa? Cô hành hạ Tần Gia Ninh thì cũng thôi đi, cô còn định hành hạ con trai tôi à? Tần Gia Ninh, nghi ngờ rồi. Cô nói gì? Tần Gia Ninh đặc biệt cho giúp việc đi mua cà chua, chắc chắn cô ta đã nghi ngờ rồi. Thằng con hoang của cô ta bị dị ứng với cà chua đấy. Đổi hết giúp việc trong biệt thự cho tôi. Tôi sẽ chia rẽ quan hệ của cô ta với hội đồng quản trị. Còn cô nữa, nếu cô còn tự tiện hành động, tôi sẽ bóp chết cô. Tần Gia Ninh, không ngờ cô lại dám mách lẻo với chồng tôi. Thế thì đừng trách tôi hành hạ con trai cô. Ăn đi. Mẹ ơi, mẹ cậu ta là con chó. Con trai, chúng ta đừng làm bạn với mấy con chó nhỏ lang thang này. Tránh để dính phải mùi nghèo. Cậu mới là chó nhỏ. Cậu mới là chó nhỏ. Hai người đều là chó nhỏ. Mẹ cậu cũng không cần cậu nữa. Cậu là con chó nhỏ không ai cần. Thằng con hoang, mày muốn chết à? Con trai, chúng ta đi. Đừng chơi với loại người bị mẹ bỏ rơi này. Trả mẹ lại cho tôi. Trả mẹ lại cho tôi. Kỳ lạ. Vì sao tim của mình lại đau như vậy? Kỳ lạ. Mấy ngày nay tiếng động này cứ vang lên mãi. Không được. Lần này mình phải đi xem thử. Sếp Tần, sao cô vẫn ở đây? Mẹ dẫn tôi đi đánh chó hoang. Con trai, sau này con không được chơi với chó. Chó hoang bên ngoài chưa được tiêm phòng, cẩn thận bị nhiễm dại. Mẹ ơi, con biết rồi. Ai cho con gọi cô ta là mẹ? Sếp Tần, trước đây cô không có nhà. Nó vẫn luôn gọi tôi là mẹ. Trương Thanh Hòa, cô tưởng tôi không dám đánh cô hả? Qua đây. Tôi đánh chết cô. Sếp Vương, lần này, thư mời thầu của Thương hội Hoa Hạ, nhờ hết vào ông. Dễ thôi, dễ thôi. À, đúng rồi, sao dạo này tôi không thấy sếp Tần? Gia Ninh cô ấy, dạo này sức khỏe của cô ấy không tốt. Gia Ninh, em, tôi đánh chết cô. Tần Gia Ninh, đứng lên cho anh. Bố ơi, mẹ đánh người kìa. Tần Gia Ninh, rốt cuộc em làm gì vậy? Chồng ơi, em xin lỗi, vừa nãy em không biết sao bỗng dưng. Em không thể khống chế được mình, sếp Tần. Dù thư ký Trương làm sai chuyện gì, cô cũng không thể đánh người chứ. Đây là thư mời thầu của Thương hội Hoa Hạ đấy. Sao các người lại xé ra thế này? Dạo này sếp Tần vẫn phải uống thuốc thần kinh. Tính tình nóng này cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ muốn ngăn cản sếp Tần xé tài liệu. Thật sự không ngờ. Tôi không xé tài liệu. Đủ rồi, Tiểu Phong, con nói đi. Là mẹ xé đó. Dì ơi, con sợ. Con nói bừa. Bệnh của sếp Tần là sao vậy? Sao trông cứ điên điên khùng khùng vậy? Thật sự không dám giấu. Từ lúc cô ấy trở về, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ. Từ lúc đó, tôi phái người âm thầm điều tra, mới biết 2 năm cô ấy mất tích. Chẩn đoán ra bị bệnh tâm thần, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Bảo sao, tôi nói chứ, tôi đã phái nhiều người đi tìm như vậy, cũng không tìm ra, hóa ra bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Bệnh của Gia Ninh ngày càng nghiêm trọng. Sắp không khống chế được nữa, tôi đã thông báo với bệnh viện tâm thần. Một khi thật sự không khống chế được, hội đồng quản trị phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Bây giờ người của hội đồng quản trị đều nghĩ mình bị điên, dù mình chứng minh được thằng bé là giả. Bọn họ có tin không? Không được ăn, không được ăn, không được ăn. Sao lại không được ăn? Con có thấy khó chịu ở đâu không? Tránh ra, gì xấu xa, tôi không cần gì quan tâm. Con có biết mình không thể ăn cà chua không hả? Không đâu nhé. Tôi thích ăn cà chua nhất, thích cà chua nhất. Lần nào ăn cà chua, mẹ cũng không cản tôi.
Không thể nào. Tiểu Phong dị ứng với cà chua giống mình. Ăn xong thì sẽ lập tức nổi ban đỏ. Vừa nãy nó ăn nhiều cà chua như vậy, không thể không bị gì được. Quả nhiên nó không phải là Tiểu Phong. Dì không cho tôi ăn, dì không phải là mẹ tôi. Em đó, không đóng cửa. Không sợ cô ta nhìn thấy hả? Không đâu. Cô ta không thấy được đâu. Với cả, anh không thấy thế này thì càng kích thích hơn à? Anh định khi nào thì giết chết con oán phụ đó, cứ để lâu ngày. Lỡ đâu thân phận của kế tổ bị phát hiện, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ thành công cốc đo. Không vội. Giữ lại để dùng mà. Có phải anh mềm lòng rồi không? Anh xem cô ta tát em sưng mặt đây này. Anh cũng không báo thủ cho em đi. Nếu cô ta vừa về nhà đã chết, thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta. Cô ta sống dai thật đấy. Lần trước kế tổ cho cô ta bao nhiêu là thuốc mà cô ta cũng không chết. Em không tin, bỏ thêm mấy lần nữa. Cô ta vẫn sống dai được. Em xem tinh thần của cô ta bây giờ đi. Căn bản không kiên trì được bao lâu nữa. Anh đã liên hệ xong bệnh viện tâm thần rồi. Chỉ cần tối nay cô ta uống nốt chỗ thuốc kia, cô ta sẽ hoàn toàn phát điên. Khi đó, cả đời này, cô ta sẽ phải ở lại bệnh viện tâm thần. Di sản của nhà họ Tần sẽ là của chúng ta. Hóa ra đứa trẻ đó cũng là một phe với hai người kia. Đôi cẩu nam nữ này muốn mình chết từ rất lâu rồi. Không, mình phải đi nhờ Uyển Nhi giúp đỡ mới được. Nếu không mình và Tiểu Phong sẽ phải chết ở đây mất. Chắc chắn có người ở đây. Đi, chúng ta kiểm tra xem. Con mụ xấu xa, dì không cho tôi ăn hồng. Tôi sẽ cho dì ngã chết. Tần Gia Ninh, cô phải chết. Chúng tôi mới vui được. Mình nhớ ra rồi, hai năm trước, mình ngã xuống vực là do đôi cẩu nam nữ Dương Chú và Trương Thanh Hòa làm. Chồng yêu, anh nghĩ cô ta có nghe thấy chúng ta nói gì không? Hay là chúng ta nhân lúc cô ta hôn mê, chúc thúc cô ta luôn, rồi đưa vào viện tâm thần? Không được, bác sĩ nói đầu của cô ta bị va chạm cực mạnh. Nếu dùng thuốc liên quan đến thần kinh thì sẽ chết ngay. Anh còn chưa làm xong thủ tục nhập bệnh viện tâm thần, cô ta tuyệt đối không thể chết trong biệt thự này. Nhưng lỡ như cô ta nghe được lời chúng ta nói thì sao đây? Cứ thử là sẽ biết ngay thôi. Được, em sẽ đi xử lý. Vợ yêu, em tỉnh rồi à? Anh đỡ em ngồi dậy. Sao thế? Không. Tần Gia Ninh, trước khi tìm được Tiểu Phong, không được để bại lộ điều gì. Đầu em đau quá. Em bị làm sao thế anh? Hôm nay em bị trượt chân ngã. Đầu bị va chạm. Bác sĩ nói thời gian này em cần tĩnh dưỡng. Phải rồi, em với Trương Thanh Hòa kia trước giờ không thích nhau. Anh tìm cho em một người giúp việc khác nhé. Một Trương Thanh Hòa còn chưa đủ. Giờ lại tìm thêm một kẻ nữa giám sát mình. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng không có ai làm phiền em và Tiểu Phong nữa. Đúng rồi. Anh đã hâm nóng sữa bò cho em rồi. Tranh thủ uống đi. Mình không thể uống. Đây đã là lần cuối cùng rồi. Nếu như uống vào mà phát điên thật, Tiểu Phong phải làm sao? Sao thế em? Sao vậy em? Không muốn uống à? Không phải, không thích uống. Em không khống chế được lực tay. Bác sĩ nói sữa bò này giúp cho em mau lành vết thương. Nào, các người làm ăn kiểu gì đó? Bên ngoài kia đúng là... Chồng ơi, sữa này ngấy quá đi. Không sao, lần sau chồng sẽ đổi cho vợ loại không ngấy nhé. Chồng ơi, em muốn đưa Tiểu Phong đến trường nội trú. Tại sao? Hai năm qua em vắng mặt, Trương Thanh Hòa đã dạy dỗ Tiểu Phong không ra gì. Em thấy rất là buồn. Tiểu Phong là người thừa kế tương lai. Em muốn dạy dỗ nó thành một người thừa kế đủ tư cách. Được thôi, chuyện này để sau rồi nói. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi đã.
Phu nhân, tôi là giúp việc mới. Làm sao đây? Bây giờ Tiểu Phong thì không rõ tung tích, mà mình thì bị nhốt trong biệt thự, điện thoại cũng bị thu mất. Nếu cứ như thế thì mình sẽ chết ở đây mất thôi. Gì xấu xa, nhặt đồ chơi giúp tôi. Con trai, con sao gì xấu xa cướp đồ chơi của con đánh con. Được rồi, chỉ không là sao. Một món đồ chơi thôi, lát nữa mẹ đòi cho con. Con trai, đồng hồ điện thoại của con đâu rồi, con không biết. Không lẽ là bị con khốn đó cướp mất rồi. Nghe máy đi, Uyển Nhi. Sếp Tần, cô có ở bên trong không? Sếp Tần. Mau mở cửa đi. Không lẽ con khốn đó đang thực sự gọi điện ở bên trong? Nếu không mở cửa, thì tôi sẽ đi vào đấy nhé. Gào cái gì mà to ở đằng xa cũng nghe thấy tiếng gõ cửa của cô. Rõ ràng mình đã thấy cô ta cầm đồng hồ điện thoại đi mà, Trương Thanh Hòa. Cô gây sự đủ chưa? Hai người làm gì đó? Chồng à, Trương Thanh Hòa bỏ độc vào trong cơm của em, cô ta muốn độc chết em. Hai hôm trước tôi ra ngoài công tác, đến hôm nay mới rảnh, thì sao mà hạ độc cô được? Sếp Tần, nếu như cô bị thần không dinh thì tránh xa trẻ em ra dùng tôi. Đừng có khiến Tiểu Phong cũng điên theo. Gia Ninh, hay là em về đi, để anh xử lý cho. Cô ta không được đi, cô ta đã ăn trộm đồng hồ điện thoại của Tiểu Phong. Gia Ninh, em cầm đồng hồ của Tiểu Phong làm gì? Tiên sinh, tôi có thể làm chứng. Phu nhân không hề ăn trộm đồng hồ của Tiểu Thiếu Gia. Đồng hồ của Thiếu Gia ở đây cơ. Sao có thể? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô ta lấy mà. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cô là người lớn mà cũng không hiểu theo à? Phu nhân là mẹ ruột của Tiểu Thiếu Gia. Hai mẹ con người ta chơi với nhau, một người ngoài như cô xen vào làm cái gì? Ai không biết? Con tưởng cô mới là nữ chủ nhân của cái nhà này đấy. Tôi đây là thư ký của sếp Tần. Một con giúp việc như chị có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Vâng, tôi là giúp việc, nhưng tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Không như người nào đó. Lúc đi làm cũng chỉ biết quấn lấy con trai nhà người ta. Chị cút đi, cút ngay ra khỏi đây cho tôi. Trương Thanh Hòa, tôi là nữ chủ nhân còn đang ở đây đấy. Từ khi nào mà đến lượt cô lên tiếng rồi hả? Đi. Được rồi, Gia Ninh, không sao. Rốt cuộc anh tìm con giúp việc kia ở đâu ra vậy? Chị ta lại dám cãi lời em cơ đấy. Là anh kêu chị ta đi đấy, dựa vào đâu? Không lẽ anh không nói cho chị ta biết, em mới là nữ chủ nhân của cái nhà này à? Có phải là anh vẫn còn tình cảm với Tần Gia Ninh kia không? Cũng đừng quên, bây giờ anh là chồng của em. Được, vậy thì nói cho chị ta đi. Nói là chúng ta muốn giết chết Tần Gia Ninh. Để chị ta báo cảnh sát bắt luôn hai chúng ta lại. Không phải mà, chồng ơi. Em thật sự là quá quan tâm đến anh. Bây giờ Tần Gia Ninh đã nghi ngờ em rồi. Sự tồn tại của em chỉ khiến kế hoạch của chúng ta bớt đi một phần thắng. Thật sao? Chứ gì nữa. Bình thường em đừng có xung đột với bọn họ nữa. Tài sản của nhà họ Tần sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Bây giờ Tần Gia Ninh đã gần khỏe lại, cũng đã đến lúc tiễn chị ta lên đường rồi. Trương Tú Anh này thật sự không đáng tin chút nào. Để cho chắc chắn, mình phải thử mới được. Tiên sinh, anh tìm tôi ạ. Đây là thuốc bác sĩ kê cho phu nhân. Một ngày 3 lần. Phu nhân dạo này rất hay quên. Chị giúp tôi để ý. Cho cô ấy uống thuốc, đã hiểu ạ. Trương Tú Anh rõ ràng là do Dương Chú thuê đến, nhưng vì sao chị ta lại giúp mình, chẳng có lẽ. Phu nhân, uống thuốc thôi ạ. Phu nhân, uống thuốc đi ạ. Làm sao đây? Không lẽ mình thật sự phải biến thành kẻ điên? Dương Chú đang đứng nhìn ngoài kia đấy. Thuốc này không có độc. Gặp được Gia Ninh chưa? Cô Tần, bây giờ tình hình rất không tốt, có lẽ là bị bọn họ ức hiếp không ít lần. Vì sao khi nãy chị lại giúp tôi? Đây là việc tôi nên làm thôi. Phu nhân yên tâm, tôi là người của Uyển Nghi tiểu thư phái đến giúp cô. Uyển Nghi tiểu thư không liên lạc được với cô. Sợ cô gặp chuyện gì, nên mới phái tôi đến đây xem sao. Đây là Uyển Nghi tiểu thư chuẩn bị cho cô. Hai người liên lạc bằng cái này, sẽ không bị tên khốn kia phát hiện đâu.
Đây là kết quả thí nghiệm và kết quả xét nghiệm ADN. Tiểu thiếu gia trong biệt thự bây giờ là giả. Nó tên là Dương Kế Tổ, cùng tên với Tiểu Phong thiếu gia. Là con riêng của Dương Chú với Trương Thanh Hòa, chẳng trách mà thằng nhóc này giống Dương Chú như vậy, ra là con riêng của anh ta. Một phần khác là kết quả kiểm tra thuốc, thuốc mà bọn họ chúc cô là thuốc bệnh viện tâm thần kê cho bệnh nhân. Người bình thường mà uống quá nhiều sẽ biến thành kẻ điên hoàn toàn. Bọn họ làm như vậy là muốn nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, để cướp tài sản của tôi cho dễ. Phu nhân, nơi này thực sự quá nguy hiểm, hay là tôi nói với Uyển Nhi tiểu thư, để cô ấy đón chúng ta đi. Không được, bây giờ tôi vẫn chưa rõ Tiểu Phong đang ở đâu. Trước đó, tôi sẽ không đi đâu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không biết tung tích của tiểu thiếu gia, lỡ đâu bọn họ phát hiện ra, chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Tôi sẽ tìm cách để moi ra được tung tích của Tiểu Phong. Còn về thứ thuốc này, để cho bọn họ ăn đi. Anh không ăn sáng à? Không kịp đâu, công ty còn phải họp nữa. Ngoan ở nhà chờ anh nhé, nếu Tiểu Phong không nghe lời, thì em bảo anh sẽ về xử lý nó. Ai cho mày xé ảnh của tôi? Mẹ nói rồi, cả cái nhà này là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Mày đứng dậy cho tao. Cút đi ngay, tôi không thích ảnh của con chó. Tôi sẽ xé nó. Dì không cho tôi xé, dì không xứng làm mẹ của tôi. Mày biết con trai tao đang ở đâu đúng không? Mày biết con trai tao đang ở đâu đúng không? Đừng có diễn nữa, tao biết mày không phải là con trai tao. Nếu như mày không nói Tiểu Phong ở đâu, tao sẽ nhốt mày vào phòng tối, cho mày không bao giờ thấy lại bố mẹ mày nữa. Tôi sẽ mách bố chuyện này. Im mồm. Mày còn khóc nữa là tao nhốt mày đó. Con chó đó ở tầng hầm. Dương Chú, anh lại dám nhốt Tiểu Phong của tôi ở dưới tầng hầm. Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chuyện này không được nói ra cho bố biết. Nếu mày dám nói, tao sẽ nhốt mày vào phòng tối. Biết chưa? Đi, đưa tao đến xem thử. Mày chắc chắn là ở đây chứ? Chắc chắn, mấy ngày trước tôi còn gặp đứa bé xấu xa đó. Nó còn đánh tôi cơ. Vì sao ở đây còn có thêm một cánh cửa? Phu nhân, Dương Chú về nhà rồi. Dương Chú về rồi. Tín hiệu không tốt. Phu nhân. Có ai không? 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 Tiểu Phong, là Tiểu Phong, là mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ. Tiểu Phong đừng sợ, mẹ đến đây. Tiểu Phong, tránh xa. Mẹ mở cửa cho con. Gia Ninh, em đang làm gì đó? Chồng ơi, Tiểu Phong không ngoan tí nào, chúng ta nhốt nó vào trong đi. Em đừng có làm bậy, làm gì đó, qua đây. Tiểu Phong chỉ là hơi hư một tí. Em cũng không thể làm vậy với nó chứ. Không được, bố, mau cứu con với, phải nhốt nó. Bố cứu em con. Em bị điên hả? Đi. Đi lên. Sao rồi, tìm được tiểu thiếu gia chưa? Chắc là Dương Chú phát hiện hành tung của chúng ta rồi, chỉ thiếu một chút nữa là tôi có thể đưa Tiểu Phong đi. Vậy bây giờ phải là sao? Nếu như bị Dương Chú phát hiện, chúng ta muốn xuống tầng hầm cũng khó ấy chứ. Dương Chú vừa mới phát hiện ra tôi xuống tầng hầm, chắc chắn sẽ chuyển Tiểu Phong đi chỗ khác. Khi ấy, chúng ta chỉ cần theo dõi anh ta là sẽ tìm được Tiểu Phong thôi. Bây giờ điều tôi lo nhất là Dương Kế Tổ có bán đứng tôi hay không. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Kế Tổ lại ở tầng hầm với Tần Gia Ninh? Bố ơi, con muốn về nhà. Vậy con kể bố nghe, vì sao lại dẫn dì Tần xuống tầng ngầm? Nếu mách với bố, chắc chắn bố sẽ xử lý dì xấu xa. Chuyện này không được nói với bố. Nếu con dám nói,
mẹ nhốt con vào trong. Mẹ nói muốn đưa con chơi bắt tiểu quỷ. Con là tiểu quỷ. Bí mật dưới tầng hầm chỉ có mình với Thanh Hòa biết. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tần Gia Ninh, giống tinh thần bất thường do tác dụng của thuốc hơn. Lẽ nào mọi việc thật sự là trùng hợp? Chắc chắn là trùng hợp, kế tổ cũng không biết tầng hầm, chắc chắn Tần Gia Ninh cũng không biết được. Hứa với bố, sau này đừng dẫn tì Tần xuống tầng hầm nữa. Bố ơi, con biết rồi. Ngoan. Hiện giờ Tiểu Phong ở nhà Dương Chú. Người phụ trách trông chừng là họ hàng xa của Dương Chú. Hiện giờ nếu chúng ta đi đón Tiểu Phong, chắc chắn Dương Chú sẽ biết đầu tiên. Yên tâm. Mình bảo chị Tú Anh. Bỏ thuốc ngủ và đồ ăn của đôi cẩu nam nữ đó rồi, có lẽ bọn họ không tỉnh dậy sớm đâu. Chút nữa, cậu sắp xếp cho Tiểu Phong ở biệt thự ngoại ô. Đợi mình làm xong thủ tục, sẽ đưa nó rời đi. Tiểu Phong. Mẹ là mẹ con ạ. Là mẹ. Tốt quá rồi, mẹ thật sự chưa chết. Tiểu Phong nói gì thế? Sao mẹ có thể chết được? Con còn tưởng cả đời này không gặp được mẹ nữa. Do mẹ không tốt, tại mẹ. Mẹ không nhận ra con. Đi, mẹ đưa con về nhà, đi. Nếu mình có thể nhận ra đứa bé đó là giả sớm hơn, Tiểu Phong cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy. Đây không phải lỗi của cậu, bác sĩ, mình đã xử lý bên người trong cửa rồi. Giờ không ai có thể đưa Tiểu Phong rời xa cậu. Tiểu Phong nói với mình. Vì nó quay được video đôi cẩu nam nữ đó đẩy mình xuống vách núi, mới bị nhốt lại. Đám súc sinh này, Dương Chú với Trương Thanh Hòa có một đứa con riêng, bằng tuổi Tiểu Phong. Đứa bé đó đã thay thế thân phận của Tiểu Phong. Được đôi cẩu nam nữ đó nuôi béo mập. Mà Tiểu Phong của mình lại gầy gò. Chỉ còn lại da bọc xương. Trẻ con dễ nuôi, sẽ mập lại thôi. Cũng may đã tìm được thằng bé rồi. Chúng ta đưa Tiểu Phong rời khỏi đây thôi. Không được, mình không đi được. Video Tiểu Phong quay, mình đã lấy được rồi. Không chỉ đôi cẩu nam nữ đó. Vì Tiểu Phong, mình cũng phải ở lại. Không được. Hiện giờ quyền uy của Dương Chú ở Tần Thị không kém cậu. Trên dưới Tần Thị đều đang đồn cậu bị điên. Nếu bây giờ quay về, e rằng cậu chết ở nhà tổ nhà họ cũng không ai nói giúp cậu. Không được. Mình không thể đi. Có chết mình cũng không quay về. Chuyện này, nếu không giải quyết, cả đời này, mình với Tiểu Phong đều phải trốn đông trốn tây như con chuột. Vì Tiểu Phong, mình phải giết bọn họ. Mình giúp cậu. Được. Chúng tôi tốn nhiều tiền như vậy mời chị thì hay rồi. Có một người cũng không trông chừng nổi. Rốt cuộc chị làm ăn kiểu gì thế? Hôm qua tôi làm ba ngày. Tối đầu ở đây, còn dám cãi. Đừng cãi nhau nữa. Ra ngoài tìm hết cho tôi, không tìm được vợ tôi hỏi tội hai người. Vâng, tiên sinh. Mất tích một tối mới biết tìm người, trước đó anh làm gì thế? Gia Ninh, tối qua em đi đâu thế? Sao em lại ở cùng Lâm Uyển Nghi? Cô dám đánh tôi. Cô, ở trước mặt tôi, anh còn dám đánh anh Gia Ninh. Thật sự nghĩ Gia Ninh không có ai bảo vệ à? Đây là chuyện giữa tôi với Tần Gia Ninh. Không liên quan tới cô, Tần Gia Ninh, tốt nhất cô cho tôi lời giải thích, anh muốn tôi giải thích thế nào, tối qua tôi ngã trong vườn hoa, ngủ ở trong bụi hoa cả tối, vậy sao cô không gọi chúng tôi? Cô đánh tôi làm gì? Tôi gọi muốn vỡ giọng, cũng không ai ra ngoài. Hai người, rốt cuộc tối qua hai người đã làm gì? Nếu không phải Uyển Nghi vừa hay đi qua. E rằng tôi chết ở vườn hoa cũng không ai biết. Gia Ninh, em nghe anh giải thích. Tôi khuyên anh để ý tới Gia Ninh chút. Hội trưởng Thương hội Hoa Hạ đã biết Gia Ninh quay về. Đặc biệt chuẩn bị hợp đồng 10 tỷ. Còn chỉ đích danh hợp tác với Gia Ninh. Nếu Gia Ninh gặp bất trắc gì, các anh đợi bị cổ đông nuốt sống đi. Gia Ninh, cô ta có thái độ gì thế? Anh nói xem Lâm Uyển Nghi có nói dối không? Không đâu. Lâm Uyển Nghi thân thiết với hội trưởng. Cô ta không nói dối đâu. Tạm dừng kế hoạch trước khi lấy được hợp đồng. Tần Gia Ninh không thể có bất trắc gì. Hiện giờ không thể giết cô.
cho cô chút bài học cũng được nhỉ. Chồng, em đã tìm trường nội trú rồi. Tuần sau chúng ta đưa Tiểu Phong qua đó đi. Được thôi, nghe theo em hết. Vì sao đưa Tiểu Phong tới trường nội trú? Tiểu Phong là người thừa kế tương lai của tập đoàn. Đương nhiên phải bồi dưỡng tốt. Anh nói phải không, chồng? Không được ăn. Cô căng thẳng làm gì? Lẽ nào trong đồ ăn có độc? Không, không có. Vậy sao cô căng thẳng? Ăn đi. Không được. Không phải cô nói. Trong đồ ăn không có độc à? Vậy sao không ăn? Ăn đi. Được rồi. Gia Ninh bảo cô ăn đi. Trong này có xoài. Tôi dị ứng với xoài, bữa sáng là do cô tự chuẩn bị. Nếu cô thật sự dị ứng với xoài, sao lại động vào xoài? Ăn đi. Đừng để tôi nói lần thứ ba. Trương Thanh Hòa, rốt cuộc cô đã cho gì vào đồ ăn? Tần Gia Ninh. Đủ rồi, ầm ĩ đủ chưa? Ra ngoài. Chồng. Trương Thanh Hòa bỏ độc trong này, anh định xử lý chuyện này thế nào? Gia Ninh. Em xem trong này liệu có hiểu nhầm gì không? Nếu cô ấy thật sự bỏ độc trong đồ ăn, vậy em cũng không thể vẫn đứng ở đây, đúng không? Em hiểu nhầm sao? Cô điên rồi à? Chồng có đau không? Đau mới nhớ lâu. Trương Thanh Hòa bỏ độc trong cơm của em, chuyện này. Anh phải thay em xử lý nghiêm. Gia Ninh, cô có biết xấu hổ không? Tôi thấy kỳ lạ đấy. Tôi hôn chồng tôi trong phòng tôi. Sao lại là xấu hổ? Trương Thanh Hòa, cô coi bản thân là gì thế cô? Đủ rồi. Đánh đi, sao không đánh nữa? Cô có thể không biết liêm sỉ, tôi không tính toán với cô, nhưng có thể để ý tới trẻ con không? Để Tiểu Phong nhìn thấy, thì phải làm sao? Ở đây có cô mà. Tiểu Phong sắp phải tới trường nội trú rồi. Giúp nó chuẩn bị hành lý đi. Vừa rồi sao anh lại cản em? Cô ta đã bắt nạt cả em rồi, anh không thấy hả? Có phải anh từng nói với em, thời gian này đừng bỏ độc cô ta, là do em tự gây ra? Tránh ra. Nào, con trai, ăn nhiều vào. Sau khi vào trường nội trú, nếu có người bắt nạt con, nói với mẹ. Mẹ đi xử lý bọn họ, dì. Mẹ không muốn để dì ở riêng với con. Chúng ta quay về đi. Dì cái gì, mẹ mới là mẹ ruột của con, đồ vô ơn này. Vì chút tiền đó, con không nhận cả mẹ ruột nữa à? Phục vụ, tính tiền. Thưa cô, của cô hết 200.000 tệ. Đây là hóa đơn của cô. Mời cô xem. Thưa cô. Thẻ này không đủ số dư. Tấm này. Ghi nợ trước đi, chút nữa tôi tới trả. Thưa cô, chúng tôi là nhà hàng cao cấp, không cho ghi nợ. Nếu cô không thể trả bây giờ, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Cô chỉ là đứa phục vụ, cô nói chuyện với tôi kiểu gì thế? Cô có tin tôi khiếu nại cô không? Dì ơi, đừng cãi nữa. Mất mặt quá. Mẹ con không nói chuyện như vậy đâu. Đây là thẻ ngân hàng của bố cháu. Dì quẹt thử đi. Thanh toán thành công, hoan nghênh lần sau ghé qua. Cô đợi bị đuổi việc đi. Đi. Alo, tiểu thư, tình hình hiện giờ của Tiểu Phong rất tốt. Bác sĩ nói cậu bé đã có thể ra ngoài hoạt động. Chút nữa tôi gửi cho cô xem video. Làm phiền chị rồi, cảm ơn. Cô làm gì thế? Tần Gia Ninh, có phải cô dừng thẻ của tôi không? Tôi đã điều tra thử. Lịch sử giao dịch thẻ của tôi 2 năm nay. Phát hiện bị người ta quẹt trộm mất 10 triệu. Nên tôi, đóng băng thẻ luôn rồi. Lẽ nào, là cô quẹt trộm? Không phải tôi, không phải cô thì cô hỏi tôi làm gì, quẹt trộm thẻ tín dụng của người khác. Số lượng cực lớn, có thể phải đi tù đấy. Để tôi tính xem nào, nếu 10 triệu tệ, có lẽ là 15 năm. Đúng, tôi quẹt đó, vậy thì sao? Cô không thể bảo tôi dùng tiền của tôi nuôi con trai thay cô chứ. Chi phí nuôi dạy con cái, tôi có thể không tính với cô, nhưng... Tiền những món xa xỉ và đồ chơi người lớn cô mua, không thể tính được. Từ hôm nay, công ty không trả cho cô một đồng tiền. Sau này, tiền lương mỗi tháng của cô đều xem như trả nợ cho tôi. Tần Gia Ninh, thẻ đó là sếp Dương đưa tôi, dựa vào đâu cô bắt tôi trả? Không trừ tiền cũng được. Cho cô 3 ngày. Trả lại 10 triệu. Nếu không, cô đợi đi tù đi. Cho dù nể mặt Tiểu Phong, cô cũng không thể làm vậy với tôi. Cô còn dám nhắc tới Tiểu Phong. Tôi chỉ lấy lại thứ cô trộm của tôi thôi,
cô có gì phải tức? Lẽ nào cô ta đã phát hiện? Không được. Tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị lộ. Mình phải đưa con trai đi. Hôm nay em phải đưa con trai đi. Không được, kế hoạch chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Lúc này, kế tổ, không thể đi được. Anh muốn hại chết con trai tôi sao? Tôi nói anh biết, hôm nay, về pháp luật, kế tổ là con của Tần Gia Ninh. Cô đưa đi được sao? Tôi nói cô biết, con khốn nhà cô, nếu còn dám làm hỏng chuyện tốt của tôi giết cả cô. Gia Ninh, sao anh phát hiện gần đây trạng thái tinh thần anh ngày càng tệ? Bác sĩ nói anh lao lực quá mức, cần nghỉ ngơi. Nào, uống nước đi. Anh mệt rồi, muốn đi ngủ. Giờ chỉ còn liều cuối cùng. Dương chú sẽ hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Đến lúc đó, chúng ta có thể đưa Tiểu Phong cùng đi. Trương Thanh Hòa không đáng sợ. Đợi giải quyết được Dương chú. Ai? Hiện giờ Dương chú còn không bảo vệ được bản thân. Chuyện cứu anh ta để sau rồi tính. Phải lập tức đưa kế tổ đi. Nếu không, toàn bộ sẽ tiêu tùng. Alo, tôi là phụ huynh của Dương Kế Tổ. Trương Thanh Hòa, cô muốn đi đâu? Tôi. Tỉnh rồi à, con khốn này, rốt cuộc cô đã làm gì tôi, thả tôi ra. Thả. Hai năm trước, lúc cô với Dương chú không thể giết chết tôi, thì nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Cô đã nhớ ra hết rồi à, tôi không chỉ nhớ ra. Tôi còn biết là cô và Dương chú bỏ thuốc tôi, còn cả con cô thay thế con tôi. Trương Thanh Hòa, tôi nhịn cô lâu lắm rồi, cô có gì mà ấm ức? Rõ ràng tôi mới là vợ của Dương chú, nhưng tôi lại phải nhìn cô với chồng tôi. Liếc mắt đưa tình, tôi mới khổ này. Ai thèm dành tên đàn ông độc ác đó, thứ rác rưởi đó cô muốn lấy thì lấy. Nhưng cô không nên động vào con tôi. Là cô bắt nạt người quá đáng. Trước tang lễ, cô đã mất tích 2 năm, về luật pháp cô đã là người chết. Hôn nhân của cô với Dương chú đã mất hiệu lực rồi, mà tôi mới là vợ Dương chú. Cô chỉ là kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Nói thật cho cô vậy, Tần Gia Ninh, con trai cô, bị nhốt dưới tầng hầm, bị buộc như một con chó. Tần Gia Ninh, tôi nói cô biết, lúc cô xoay quanh con trai tôi, còn nó thì như một con chó, ăn thức ăn thừa của chúng ta. Tiểu thư, cô bình tĩnh. Tú Anh, Tiểu Thư, cô bình tĩnh, giết cô ta, cô cũng phải ngồi tù. Đánh đi, đánh đi. Đánh chết tôi đi. Chị Tú Anh nói đúng. Giết chết cô, quá dễ dàng cho cô, tôi phải khiến Dương chú tự mình giải quyết cô. Làm đi. Tôi với Dương chú trên cùng một con thuyền. Hiện giờ anh ấy chỉ còn lại một trợ thủ là tôi. Bất kể hôm nay tôi có sống ra khỏi đây không, anh ấy đều sẽ giết cô. Có phải Dương chú gọi tới không? Chúng tôi chia sẻ vị trí với nhau, không tới nửa tiếng, anh ấy có thể tìm tới đây. Tần Gia Ninh, cô đợi bị. Dương chú giết đi. Làm sao đây? Lỡ như Dương chú thấy đoạn ghi âm của Trương Thanh Hòa, chắc chắn sẽ giết chúng ta. Chuyện đến nước này, chỉ có thể thả Trương Thanh Hòa ra trước, nhưng Trương Thanh Hòa và Dương chú là một dục mà. Thả cô ta chẳng ra. Phải thả hổ về núi sao? Không. Chỉ cần dụ dỗ Dương chú một chút. Đến lúc đó, anh ta sẽ đích thân đến đây xử lý Trương Thanh Hòa. Alo, chào anh, tôi là chủ nhiệm của Dương Kế Tổ. Ban nãy có một người phụ nữ tự xưng là người nhà đã đưa thằng bé đi. Xin hỏi là do anh nhờ sao? Không phải. Chắc là mấy người nhận được điện thoại lừa đảo rồi. Trương Thanh Hòa, cô dám giấu tôi đưa con tôi đi ư? Còn dám cúp máy của tôi nữa à? Tần Gia Ninh, cô cứ yên tâm mà chết đi. Trương Thanh Hòa, cô dám đe dọa tôi ư? Hai con khốn này chắc chắn vẫn còn ở bên ngoài, mình phải nghĩ cách liên lạc với Dương chú. Đây, em ở đây. Chồng ơi,
Em ở đây. Ai bảo cô đe dọa tôi? Cô tưởng có mấy video đó thì có thể đe dọa được tôi ư? Đây chính là góc chết của camera, cô cứ chết thối ở đây đi. Không phải nói Dương chú sẽ giết tôi sao? Sao người chết lại là cô thế? À, đúng rồi. Ban nãy, tôi đã dùng máy cô nhắn tin cho Dương chú. Tôi nói là, sẽ bán video ở vách núi 2 năm trước cho tôi. Còn bảo Dương kế tổ chuẩn bị bản sao. Cô nói xem, có khi nào Dương chú sẽ giết cả Dương kế tổ không? Đừng có trơ mắt ra mà nhìn tôi như thế, có vết xe đổ là tôi ở trước mặt cô đây. Cô vẫn dám tin tên khốn Dương chú đó à? Tự tìm đường chết thì trách ai được đây? Nhưng may mà. Tên khốn Dương chú kia cũng sắp phải xuống đó với cô rồi. Tần Gia Ninh. Suýt nữa thì bị cô lừa rồi. Con khốn. Xem ra đã phòng bị mình từ lâu rồi. Tần Gia Ninh, tôi sẽ không để cô được như ý muốn đâu. Gần đây Dương chú bị đủ chuyện bám lấy. Thủ tục xuất ngoại của Tiểu Phong cũng xong rồi, nhưng cơ hội này, đưa Tiểu Phong ra ngoài đi. Tiểu thư, thế cô thì sao? Trước khi chuyện này được giải quyết, tôi sẽ không rời đi đâu. Lạ thật. Giấy tờ trong ngăn kéo của mình đâu mất rồi. Xin hỏi cô là người nhà của Tần Phong sao? Bệnh tình của bệnh nhân đột nhiên ác hóa, cô mau qua đây ký tên đi. Cái gì? Mắc bẫy rồi. Trả Tiểu Phong cho tôi. Tần Gia Ninh, sao cô xuất hiện vào lúc khác mà cứ phải là lúc này? Vốn là Tiểu Phong có thể sống yên ổn dưới tầng hầm. Đến đúng thời điểm, tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài, nhưng không sao hết. Đợi tôi lấy được toàn bộ tài sản của cô, tôi sẽ niệm tình Tiểu Phong là con trai tôi, mà tha cho nó một mạng. Tôi đã sửa di chúc rồi. Dù anh có giết tôi, anh cũng không có được một xu nào của tôi hết. Tần Gia Ninh. Tôi biết cô là một cao thủ sang tên tài sản. Nhưng có lẽ cô đã quên mất một điều rồi. Tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn của chúng ta. Cô nhìn lại những việc cô đã làm gần đây đi. Chẳng khác gì một kẻ tâm thần cả. Cô nói xem. Giả dụ một bệnh nhân tâm thần đột nhiên tái phát bệnh, còn có khuynh hướng bạo lực, thì người nhà của cô ta sẽ xử lý cô ta như thế nào? Là người thân trực hệ của bệnh nhân tâm thần, có quyền cưỡng chế cô nhập viện và xử lý toàn bộ tài sản của cô. Tần Gia Ninh, tài sản của cô là của tôi rồi. Anh. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Không được. Mình không thể ở đây được. Tiểu Phong vẫn còn đợi mình. Anh làm gì đấy? Cô nhìn xem, cô còn nhớ không? Cô nhìn cho kỹ xem. Đây là con trai cô à? Nó không phải con trai tôi. Tôi cho cô một cơ hội nữa. Cô nghĩ cho kỹ xem. Nếu cô còn không thừa nhận, cả đời này, cô sẽ phải ở trong đây. Không phải. Nó không phải. Tôi cho anh biết, Dương chú. Đừng tưởng anh tống tôi vào viện tâm thần thì anh có thể. Cô tưởng cô còn ra ngoài được sao? Bác sĩ, sau khi làm xong thủ tục nhập viện, tôi sẽ chuyển một khoản tiền vào thẻ của anh. Bệnh tình của vợ tôi khá đặc thù. Chỉ cần khiến cô ta ổn định như thế, mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển một khoản cho anh. Tôi hiểu rồi. Tôi có chứng cứ anh đẩy tôi xuống vực 2 năm trước. Cô nói gì? Cô có chứng cứ ư? Nếu không phải đứa con riêng của anh hại tôi ngã cầu thang, tôi đã không thể nhớ ra mọi chuyện rồi.
Tôi bò về từ dưới vách núi là để đòi mạng anh đấy. Cô tưởng cô vẫn là thiên kim nhà họ Tần ư? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Bố mẹ cô mất từ lâu rồi. Dương chú, đừng nói là tôi có trợ thủ, dù chỉ có một mình, tôi vẫn có thể giết chết anh. Tần Gia Ninh, cô yên tâm, phí ở viện kiếp sau của cô, tôi cũng nộp luôn cho cô rồi. Kiếp này cô cứ ở lại đây đi, đừng hòng ra ngoài. Người nhà đúng không? Tài khoản chữa trị không đủ số dư, mau đi nộp tiền đi. Không phải hôm qua tôi mới nộp rồi sao? Sao lại hết tiền rồi? Hôm qua anh đã đi đường VIP. Tiền anh nộp mới là tiền kiểm tra. Nếu không nộp, chúng tôi đành phải để bệnh nhân làm thủ tục xuất viện thôi. Thưa anh, thẻ anh không đủ số dư. Cô nhìn nhầm rồi, quẹt lại đi. Tần Gia Ninh, loại lòng lang dạ phế này. Cô đã cho dừng hết thẻ liên kết của chúng ta ư? Bác sĩ nói sức khỏe cậu bị tổn hại nghiêm trọng. Khoảng thời gian này, đừng hoạt động nữa. Không được, mình phải đi tìm Tiểu Phong. Cậu đã bị thương như thế rồi, còn muốn ra ngoài nữa à? Nếu không phải mạng mình lớn, thì 2 năm trước, mình đã chết trong tay anh ta rồi. Mục tiêu duy nhất của anh ta chính là tài sản của mình, trừ phi anh ta lấy được tiền. Nếu không anh ta sẽ không từ bỏ đâu. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Chỉ cần ép anh ta đến đường cùng, thì sẽ bắt được anh ta thôi. Tôi đã có chứng cứ chứng minh. Tần Gia Ninh bị tâm thần rồi. Tôi là người nhà của cô ta, sao lại không có được tài sản của cô ta? Đây là quyết định của ban quản trị. Sếp Dương, chức vụ của cậu đã bị giải trừ rồi. Sau này tập đoàn sẽ phái người đi tịch thu biệt thự. Cậu mau chóng dọn ra ngoài đi, nếu không, bọn tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Mấy người muốn đuổi tôi ư? Điên rồi sao? Đây là quyết định của ban quản trị. Cũng là ý của hội trưởng thương hội Hoa Hạ. Có vấn đề gì, cậu tự đi mà nói với hội trưởng. Mau qua đây làm thủ tục từ chức đi. Alo, alo. Bên sếp Vương, mình đã đánh tiếng rồi. Ông ấy sẽ nghĩ cách giữ chân Dương chú. Đi thôi. Con không muốn ở đây. Con muốn ở biệt thự cơ. Loại nghèo nàn đi xem nhà, mà mang theo hành lý như mấy người. Còn đòi ở biệt thự cơ à? Nằm mơ đi. Ông nói năng đàng hoàng vào. Ông tưởng tôi muốn ở căn nhà rách này à? Cậu không muốn thì có đầy người muốn. Nếu không thuê thì mau cút đi. Lâm Uyển Nghi đã đánh tiếng với các chủ nhà khắp thành phố rồi. Nếu không thuê căn này, thì phải ngủ ngoài đường. Được, tôi thuê. Bao nhiêu tiền? Tôi quét mã. 5.000. Cô Lý, tên cặn bã kia đã vào ở rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Ông vất vả rồi, lát tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Không phải mình đang ở viện sao? Cậu muốn đi đâu? Tránh ra, tôi muốn đi tìm mẹ. Không được. Bố cậu đã nói rồi. Mẹ cậu không cần cậu nữa rồi. Cậu không được đi đâu hết. Cậu nói vớ vẩn. Mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Không phải đã nói để tôi từ chức sao? Đã nửa tiếng rồi sao vẫn chưa xong thủ tục thế? Phòng nhân sự nói rồi, cậu là sếp lớn của công ty, trước khi cậu từ chức, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Tránh cậu mang giấy tờ quan trọng của công ty đi. Bọn tôi không cố ý làm khó cậu đâu. Nào, uống một ly nữa đi. Mình bảo kế tổ trong Tiểu Phong, cũng không biết nó có giữ được không. Cậu tránh ra, tôi phải đi tìm mẹ. Không được, không được đi. Không sao chứ Tiểu Phong, đau ở đâu thế? Mẹ ơi, con không đau. Đi thôi, mẹ đưa con về nhà. Bố đã nói rồi, Tiểu Phong không thể đi. To rồi, là giọng của Lâm Uyển Nhi. Buông tay ra, buông tay ra, buông tay ra. Hai con khốn này, hai cô vẫn dám đến à? Cậu mau đi đi, đi đi, đi đi. Mau đi đi. Mau đi đi. Con khốn này, không phải cô giỏi làm sao, gọi Lâm Uyển Nghi giúp cô ư? Tôi cho cô biết, tôi cũng không muốn giày vò Tiểu Phong. Nếu không phải 2 năm trước nó thấy tôi giết cô, sao tôi có thể nhốt nó dưới tầng hầm được? Tôi phải bóp chết cô. Bóp chết cô. Chết đi. Chết đi. Không,
Con khốn này, cô đã làm gì tôi? Thuốc mà anh bảo chị Tú Vân cho tôi uống, tôi đã bỏ hết vào nước của anh. Nào, uống nước đi. Nào, uống một ly nữa đi. Không ngờ tới nhỉ. Cái cảm giác tự bê đá đập chân mình này, khó chịu lắm nhỉ. Con khốn. Từ ngày anh đẩy tôi xuống vách núi 2 năm trước, tôi đã nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi. Thế nào? Con khốn này, tôi giết cô. Tôi giết cô. Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Tinh thần bệnh nhân bị tổn hại nghiêm trọng, nửa đời sau cần phải có người giám sát. Đáng đời. Sắp xếp phòng VIP nhất cho anh ta, dùng thiết bị tốt nhất, tôi muốn anh ta tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất, giờ tôi sẽ đi sắp xếp. Gia Ninh, cậu điên rồi à? Loại cặn bã này, cậu quan tâm làm gì? Mình không điên. Bây giờ mình vẫn là vợ của anh ta. Nên mình phải thực hiện nghĩa vụ một người vợ. Với tính của Dương Chú, anh ta sẽ không ký tên vào đơn ly hôn đâu. Nên là mình mới muốn để cho anh ta nhớ kỹ. Mình đã tìm cho anh ta đơn vị mới rồi, mình tin rằng đồng nghiệp mới sẽ đối xử tốt với anh ta. Thay túi tiểu cho tôi, thay túi tiểu cho tôi. Làm gì đấy, ồn ào muốn chết, không thấy tôi đang chuẩn bị livestream sao, thay túi tiểu cho tôi. Mọi người ơi, tiền phẫu thuật của chúng tôi còn thiếu 200.000 tệ nữa. Mọi người hãy làm việc thiện. Donate quà đi, cảm ơn tên lửa của anh trai. Mọi người ơi, hãy tặng quà đi. Cái gì đấy? Sao lại tẻ nữa thế, mới thay túi tiểu cho anh mà. Lần sau mà còn như thế thì tự mà đi vệ sinh, ngày nào mà tôi cử động được. Tôi sẽ giết cô đầu tiên. Cử động được ư? Soi gương đi. Nửa đời sau, đừng nói là đứng dậy. Dù có xuống cái giường này cũng khó đấy, nếu không phải vợ anh trả nhiều tiền, anh tưởng tôi chịu hầu hạ một tên tàn phế như anh à? Cút, cút ra ngoài. Ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Con khốn này, đến đây làm gì, cô đến để cười nhạo tôi à? Xem ra quan hệ của anh và y tá, không tốt lắm nhỉ? Mới mấy ngày không gặp. Sao lại thành ra thế này rồi? Tôi đến để ly hôn. Ký nó đi.